Bữa nay Thanh sẽ làm cái món cháo cá mòi nấm rơm để gửi tặng bạn nè. Mà món này chắc mấy bạn Sài Gòn không biết đâu ha. Hôm bữa Thanh làm cái món bún cá mòi thì mấy bạn phản hồi rất là tích cực. Cũng có bạn đã làm theo và thành công rồi nè. Cái món cháo hôm nay Thanh sẽ nấu bằng cơm nguội và nguyên liệu không thể thiếu đó là nấm rơm và cá mòi. Thanh phi thơm hành tỏi, sau đó cho nấm rơm vào xào sau khi đã ngâm được 15 phút với nước muối. Tiếp theo thì Thanh cho cá mòi vào và dùng lon đó để đong thêm một lon nước lọc. Rồi tới cái bước nêm nếm, Thanh cho một muỗng nước mắm, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng muối. Vì một lát nữa mình sẽ đổ vào nấu chung với cháo cho nên là không có sợ mặn nha. Thanh nấu nửa nồi nước cho đến khi nóng lên thì cho cơm nguội vào. Khi mà cái hạt cơm đã nở ra như mình mong muốn rồi thì mình cho cái hỗn hợp lúc nãy vào nha. Đoạn này mọi người nêm nếm lại cho hợp với khẩu vị. Đợi sôi thêm một lần nữa, bỏ hành ngò rồi thưởng thức nha. Cháo cá mòi hôm nay Thanh ăn chung với giá. Hoặc là nhà bạn nào có bắp chuối, mình ăn chung với bắp chuối cũng được. Bỏ miếng hành, rắc miếng tiêu và cắt thêm một xí ớt nữa là thưởng thức thôi mọi người. Thịt cá thì thơm thơm, bùi bùi, nấm rơm thì ngọt. Kết hợp thêm ớt và tiêu cho nên ăn rất là ấm bụng. Mà cái món này cũng dễ làm nữa, mọi người thử nha.